chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vào đại hội Đảng bất ngờ quy bắt nhân dân. Xử lý giải tỏa là những vụ việc được gọi là lợi ích khiếu kiện để kích động lôi kéo gây mất trật tự công cộng. Là thông báo ngày 20 tháng 1 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để chuẩn bị chào đón cho đại hội Đảng lần thứ 13 bắt đầu được diễn ra từ ngày 25 và kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 2021 mới đây. Đài tiếng nói FA đã tìm cách kiểm chứng tin này và nối đường dây với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm. Người nhận cuộc gọi đầu bên kia đã dập máy ngay lúc khi chưa nghe hết câu hỏi. Hà Nội đang vào những ngày rất lạnh, rải rác và quen thuộc vẫn là những nhóm dân oan mỗi sáng thứ ba trong tuần co ro chầu trực trước trụ sở nhà tiếp dân của chính phủ để tiếp tục khiếu kiện oan sai nhà đất mà họ là nạn nhân. Đây là hình ảnh dân oan khắp mọi miền đất nước đã bám trụ ở Hà Nội trong suốt cơn đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cứ theo chỉ thị mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, một lệnh không phải lần đầu tiên mới có thì xử lý đâu không thấy, mà chỉ toàn mượn cớ nói dân kích động lôi kéo mất trật tự công cộng để bắt người, là khẳng định của ông Nguyễn Trường Chinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Trường, từ Hải Phạm Dương lên Hà Nội khiếu kiện bắt liên tục. Mấy hôm nay là bắt bà Trương Thị Quý, trước tôi cũng từng bị đánh phải đi nằm viện. Tôi đưa công an cho con tôi từ năm 2007 đến giờ là 14 năm. Năm 2014, tôi ra Hà Nội kêu oan, hàng tháng tôi vẫn gửi hai lá đơn đến Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao, 4 đơn lên Thanh tra Quốc hội, Ban Dân nguyện, Chủ tịch nước và Ban Nội chính Trung ương Đảng. Dân oan chúng tôi thường thì đòi đất, người thì đòi nhà, người đòi tài sản, người đòi công lý cho con, người đòi công lý cho bố mẹ. Chúng tôi hợp thành nhóm dân oan để trợ giúp khi ốm đau lúc bị hành hung và bị bắt. Chúng tôi không có mục đích chống phá nhà nước gì cả. Cách đây một tháng, tôi nằm trên đường Hà Nội một tuần. Tôi định ngày mai hay ngày kia đi, nhưng họ đã canh me và điện hỏi thăm sức khỏe. Chắc lại chuẩn bị đại hội đảng, họ làm dữ như vậy. Nhưng kêu oan cho con thì không thể dừng được. Còn bà Lan, dân oan tại Dương Nội, thuộc nhóm khiếu kiện nhà đất, và trong đó có bà Cấn Thị Thêu đã bị bắt cùng hai con trai, nói rằng dân oan chỉ có đơn từ và lòng kiên trì, chứ không có ý kích động lôi kéo ai theo mình cả. Ở Dương Nội tôi từ năm 2007 đến 2008 đã bị chính quyền thu đất. Chúng tôi theo đúng pháp luật làm đơn lên các cấp các ngành. Chúng tôi đi trong ôn hòa đến bây giờ là 10 năm, chẳng làm gì trái pháp luật cả. Đến bây giờ Trung ương đã thụ lý đơn của chúng tôi để giải quyết. Vừa rồi chúng tôi có ra nhà tiếp dân ở Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông. Nhưng khi vào thì dứt khoát người ta không cho cả năm mà chỉ cho một người vào. Đây là hình ảnh trụ sở tiếp dân Trung ương ở số 1 Ngô Thị Nhậm, là nơi tập trung hàng ngày của dân oan khắp cả nước. Một người thì không thể truyền tải được ý kiến của bà con, nên chúng tôi đi về theo cách ôn hòa, không làm gì trái luật cả. Đấy là thứ ba tuần trước. Bao năm nay rất đông dân oan từ Bắc, Trung, Nam kéo ra Hà Nội để khiếu kiện, điển hình như bà Hương ở Bình Định hay ông Ba Đồ ở Lâm Đồng. Tôi đi khiếu kiện về đất đai và nhà cửa. Có nhiều cái sai trái tại địa phương là từ năm 2005, ra Hà Nội là 2007, tính ra đi Hà Nội cũng trên chục năm rồi. Trong Đà Lạt, Lâm Đồng này, đi ra là mấy chục người luôn, không phải một mình tôi đâu, khó khăn lắm, không thể trực tiếp đâu. Vừa rồi, cách đây mười mấy, hai chục ngày, tôi ra thì họ không nhận đơn nữa. Tôi và nhóm chúng tôi thật sự không gây bạo động, mình đi khiếu kiện, đi nhờ cấp trên giải quyết thì sao gọi là bạo động cho được. Tôi lấy danh, dự xác định chúng tôi không làm gì bạo động hết. Cái gì cho phép, chẳng hạn đi biểu tình theo điều 25, nhưng ra ngoài đó, mấy ông đó nói là chưa có luật. Tụi tôi lớn tuổi rồi, ăn nói cũng đàng hoàng, không to tiếng, lớn tiếng, tức nước thì vỡ bờ, nhưng tôi khiếu kiện một cách ôn hòa. Nhưng người ta bịt miệng, không cho mình nói. Tôi về mà chẳng giải quyết, tôi lại trở ra. Đối với blog Phạm Thanh Niên, nếu triệt để xử lý và giải quyết những hồ sơ dân oan sai và tồn động, theo như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng tuyên bố vào hồi năm 2018, thì chẳng cần phải giải tỏa các vụ việc bị cho là lợi dụng khiếu kiện để kích động lôi kéo gây mất trật tự công cộng như công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra vào ngày 20 tháng 1. Blogger này nói tiếp: không oan ức thì không việc gì người ta phải đi kêu oan cả. Người ta bị oan ức mà bây giờ gây ra nỗi oan này chính là nhà cầm quyền cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản và cướp cả quyền lợi chính đáng của người ta nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trường Chinh và bà Nguyễn Thị Bích, bố mẹ của tử tù Nguyễn Văn Trường, đã liên tục 13 năm kêu oan cho con.
nói rằng người dân lợi dụng việc đi khiếu kiện để kích động, sách động, chống nhà nước v.v. là một sự vu khống. Lấy ví dụ vài năm trở lại đây và nhất là cách đây một năm là vụ Đồng Tâm mà đến mức độ một ông cụ đảng viên đã bị giết một cách thảm hại. Chưa kể những Dương Nội, Văn Giang hay Lộc Hưng và tôi là một trong dân oan của Lộc Hưng. Cho nên điều nhà cầm quyền nói chỉ là cái cớ để trấn áp phong trào đòi quyền lợi chính đáng của những người dân mất đất, mất nhà mà thôi. Dân oan cũng là công dân bình thường, không giải quyết oan sai cho họ mà lại đòi giải tỏa, dẹp bỏ họ đi thì liệu có chính đáng hay không là vấn đề Chủ tịch Hội Dân Oan ông Nguyễn Trường Chinh đặt ra. Cuộc đời dân oan Việt Nam là cuộc đời vất vả, xuống đáy tận cùng của xã hội. Đi kêu oan từ sáng đến trưa, đói, khát, an ninh, mật vụ, côn đồ, nó bắt, nó đánh. Như chúng tôi tuổi cao sức yếu, thế mà cứ vật vã ở những nơi có bóng mát. Khách đi bộ hành đi qua thấy cảm thông thì cho cái bánh, mì, ăn hoặc chai nước. Tôi đến thì vật vã ở các vỉa hè, cắm lều bạt hoặc chui rúc vào vỏ hiên nhà người ta để ngủ nhờ. Người nào tử tế họ còn cho ở nhờ, không tử tế họ đuổi đi. Theo blog Phạm Thanh Nghiên, đe dọa, đánh đập, bắt bớ dân oan không phải là biện pháp, bởi dẹp chỗ này thì nó lại mọc ra chỗ khác. Chính quyền phải tìm cách đối xử, xử lý, phải cố gắng giải quyết hồ sơ khiếu kiện của dân oan, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ thì mới thôi bị dân đeo bám và chỉ trích. Vào năm 2020, chính quyền Việt Nam tiếp tục gia tăng đàm áp nhân quyền, đặc biệt là nhắm vào các tổ chức dân sự không được nhà nước công nhận và các blogger, nhà báo độc lập lên tiếng chỉ trích dưới lãnh đạo Việt Nam, các nhà hoạt động cho biết. Đây là hình ảnh các nhà báo bị bắt gần đây từ phải sang Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, Phạm Đoan Trang. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Trần Bang đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam vào năm 2020 như sau. Năm 2020, chính quyền gia tăng đàn áp, ví dụ như Hội Nhà báo Việt Nam độc lập. Các thành viên bị bắt như Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Thành hay trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, Đinh Thị Thu Thủy và rất nhiều các trường hợp khác nữa. Nhưng trong năm 2020, nổi cộm nhất là vụ Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, nhà xuất bản tự do và các blogger bị bắt khá nhiều, từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội đến Hậu Giang, Cần Thơ và các tỉnh miền Tây. Ông Trần Bang nhận định tiếp, đàn áp nhân quyền ngày càng gia tăng, trong đó có nhiều người bị bắt vì bài viết trên trang Facebook. Họ chỉ nói lên sự thật. Nhưng có ai đó nghĩ rằng uy tín của họ bị ảnh hưởng thì họ phải tự sửa đổi, chứ không thể dùng bạo lực hay công an để bắt giam những blogger này. Ông Vũ Quốc Ngữ, người đứng đầu tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, đã nói với báo Người Việt vào dịp cuối năm 2020 rằng tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ tại Việt Nam trái ngược hẳn với các lời tuyên truyền của chế độ. Theo tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam bắt giữ 31 người hoạt động và 29 người hoạt động về quyền đất đai. Đồng thời, Việt Nam kết án 22 nhà hoạt động với mức án từ 9 tháng đến 12 năm tù. Một điểm đáng chú ý là án tù trừng phạt người hoạt động ngày càng nặng hơn, ông Vũ Quốc Ngữ đã nói. Đồng thời, dẫn chứng các trường hợp như ông Nguyễn Trung Lĩnh 12 năm tù giam với mức án cao nhất năm ngoái của ông Nguyễn Đăng Tịnh 11 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Hay như trường hợp của nhà thơ Trần Đức Thạch bị phạt 12 năm tù giam về tội hoạt động làm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là hình ảnh nhà thơ Trần Đức Thạch bên trái và thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh. Ông Philip Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế khu vực châu Á, nhận định với Đài Tiếng Nói FA rằng tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2020 tiếp tục tồi tệ. Ông Robertson nói tiếp, quả là một năm rất tồi tệ đối với nhân quyền ở Việt Nam. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy nhiều vụ bắt bớ và truy tố hơn nữa diễn ra trước đại hội đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tình trạng xấu đi rất là tồi tệ, đặc biệt tình trạng bắt bớ. Hàng loạt các nhà hoạt động nổi tiếng mà người ta nghĩ có thể không bị bắt đã bị bắt như anh Phạm Chí Dũng, anh Nguyễn Tường Thụy và nhà báo Phạm Đoan Trang. Ông Robertson nói tiếp, việc bắt những người này cho thấy chỉ dấu là Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam đã bất chấp pháp luật và dư luận quốc tế có xu hướng dùng bạo lực rất là rõ nét. Vào giữa tháng 12 năm 2020, Tổ chức Bảo vệ Ký giả Quốc tế cho biết Việt Nam là một trong các quốc gia đặc biệt thành thạo trong việc tống giam và sách nhiễu các ký giả và gia đình của họ, cũng như tham gia vào hoạt động kiểm duyệt Internet và mạng xã hội. Tổ chức này cũng cho biết đến nay có khoảng 15 nhà báo đã bị giam giữ tại Việt Nam và nhiều nhà hoạt động về các quyền tự do khác như quyền tự do tín ngưỡng đã bị bắt, tuyên phạt với các bản án khắc khe, phải chịu chế độ quấy rối của hệ thống và cả bị ép cung, tra tấn.
Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo của công bố vào 1 tháng 12 ghi nhận Việt Nam đang giam giữ ít nhất 170 tù nhân lương tâm, con số kỷ lục từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi tình trạng tù nhân lương tâm tại Việt Nam được tính từ năm 1996. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 với bản tin Vào đại hội Đảng bất ngờ quây bắt nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.